Trương Thùy Linh hiện nguyên hình qua camera thường, sắc vóc có khác xa so với ảnh tự đăng. Sắc vóc của Lương Thùy Linh qua ống kính hung thần đang nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt từ netizen. Bước ra từ đấu trường nhan sắc quốc tế Miss World 2019, dù không đạt được thứ hạng cao, thế nhưng Lương Thùy Linh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ cả trong và ngoài nước. Sở hữu nhan sắc và vóc dáng không phải dạng vừa, người đẹp Cao Bằng là nàng hậu hiếm hoi vẫn giữ được sức nóng kể từ khi đăng quang đến nay. Tuy nhiên mới đây, khi xuất hiện trong ống kính của Tim Qua Đường tại một sự kiện, Lương Thùy Linh đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ đến ngỡ ngàng với nhan sắc được nhận xét là kém tươi tắn thấy rõ. Bên cạnh đó, khi được quay cận dưới góc máy camera thường, làn da của nàng hậu cũng trở nên sần sùi, bông tróc chứ không hề láng mịn như những ảnh được người đẹp sinh năm 2000 đăng tải tại các trang mạng xã hội cá nhân. Song song với các nhận xét chê bai nhan sắc, phần đông người hâm mộ đã không ngại lên tiếng bênh vực cho nàng hậu. Họ cho rằng do hoạt động trong môi trường nắng nóng nên việc toát nhiều mồ hôi dẫn đến bể nên là có thể hiểu. Chưa kể, kiểu tóc và lớp make up theo tông tây dường như không phù hợp. Kèm theo đó là việc sử dụng son môi tối màu cũng góp phần làm Lương Thùy Linh trở nên đúng tuổi hơn trong mắt cộng đồng mạng. Ở phần bình luận dưới bài viết, netizen cũng đã kể lại ấn tượng của bản thân khi bắt gặp Lương Thùy Linh ngoài đời thực. Ở ngoài xinh lắm nhé, đời gặp bé này ở nhà thờ Đức Bà xuất sắc luôn. Do cam dìm với nóng thôi chứ gặp ngoài đời xinh hơn á mọi người. Do make up hôm nay thôi, các nàng khác make up tung trong trẻo hơn. Nàng ấy make up tung ngâm trầm nên mới vậy. Gặp Lương Thùy Linh ở ngoài đời rồi nè, bà ấy xinh lắm luôn. Này do nắng quá make up nó bị chảy nên hơi xu thôi. Đã 4 năm trôi qua hậu đăng quang Miss World Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh vẫn chứng minh được sức hút của bản thân thông qua sự chú ý và quan tâm đặc biệt của netizen tại mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Ở thời điểm hiện tại, sắc vóc của nàng hậu vẫn là chủ đề được bàn tán sôi nổi tại các diễn đàn hâm mộ sắc đẹp.